Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hunter Channel. Và hôm nay chúng ta đang đến với một cái thành viên rất là đẳng cấp các bạn ơi, thuộc dòng Heroes nha. Con này là Vurus, nhìn rất là ngầu, tay cầm lưỡi hái luôn. Xung quanh chú ấy có một cái nguồn năng lượng tà ác màu xanh các bạn. Rồi, ở đây thì nay chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm thử sức mạnh của cái thành viên này coi nó bá đạo như thế nào nha. Hôm nay lướt qua lướt lại mình thấy cái con này hơi bị ngầu các bạn. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng, đầu tiên là con này mình sẽ giới thiệu sơ. Con này nó sẽ có 4 chiêu nha. Thì chiêu đây là tầm khoảng 2000. Rồi, 2007, đây là cái chiêu khủng nhất của chú ấy. Nhưng mà chiêu này nó sẽ được random nha mọi người. Đây, một là chiêu của Sinful, hai là của Macaron Ghost, ba là cái con đây, quýnh sông chạy mình nhớ không làm là. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thử cái chiêu đặc biệt của chú ấy xem. Wow, mới vô là mình thấy ngon rồi đó. Bụp liền các bạn. Sát thương X lên được một cái các bạn ơi. Ngon lành. Rồi, bây giờ thì mình sẽ lụm tem bạn cái nữa cho vui nè. Wow, quá tuyệt vời rồi. Wow, con này nó tới 5 sao lần. Và bây giờ anh em chúng ta sẽ xài thử. Anh em mình xài hết hai chiêu đặc biệt rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chiến đấu bằng bằng xương bằng thịt. Đây, bây giờ mình chiến đấu bằng cơm đi ha. Lụm từ từ. Còn cái kia là nó chiến đấu quá ác chiến rồi. Rồi, xử lý nhẹ nhàng. Tem bạn nó tới 2 sao lận các bạn. Không đùa với mấy con này được đâu. Nó lợi hại hơn anh em mình nghĩ rất là nhiều. Wow, vậy là chúng ta win được rồi ha. Nhận thêm được 6 viên game. Và hiện tại mình còn, ui, mình cho nó ăn lên level 55 thôi. Mà nó ngốn của mình đó là tầm khoảng mấy triệu thức ăn luôn các bạn ơi. Ghê thiệt. Và thông báo với mọi người một cái tin cũng khá là vui, đó chính là hiện tại team của mình, team của mình đang tuyển thành viên nha. Anh em nào làm nhiệm vụ mà trên được 10 ca điểm ha, hỗ trợ cho anh em chúng ta sẽ lấy rương sấu về đó. Còn bây giờ thì đại hát tay một xíu nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để làm nhiệm vụ luôn nha. Lắm. Và đây là nhân vật Angrus, ca này cũng hơi căng nha. Team bạn đang 2 sao đấy. Ui, chắc có lẽ là mình phải sử dụng cơm để đánh rồi các bạn ơi, chứ bây giờ auto win là không nổi rồi. Chỗ này thì chúng ta sẽ xài cái chiêu đặc biệt đi. Wow. Rồi bây giờ chơi tới khô máu luôn nè. Lắm. Ui, 47 ngàn. Quá đỉnh luôn. Và các bạn ơi, anh em nào mà muốn cập nhật những cái sự kiện mới nhất của Dragon City thì các bạn đừng quên ghé vào cái trang web của mình nha, dranghntchannel.com. Hiện tại thì đang có hai cái sự kiện đang diễn ra nha mọi người. Một là Mage Island và hai là Run. Đó, các bạn có thể vào xem để xem được những cái hướng dẫn chi tiết của mình về cái tựa game này để các bạn chơi sự kiện nó ngon ha. Đó, chúng ta sẽ cùng nhau lấy được những cái thành viên rồng VIP về chơi. Và các bạn sẽ không phải tốn tiền đâu hen. Rất là đơn giản thôi. Rồi. Chỗ này thì anh em chúng ta sẽ bật là cái chiêu hút máu đi. Mình mất một cái lượng máu khá rồi. Ôi, ôi con này nó tới 4 sao luôn. Ghê chưa. Wow, 123.000 các bạn ơi. Chỉ trong vòng một hit thôi là mình bế được một thành viên luôn ấy. Wow, sát thương của mình được tăng lên một tí này các bạn. Rồi, qua cửa ha. Chỗ này thì mình còn gẹo được tập khoảng một hiệp nữa. Cố lên. Rồi, bắt đầu tới công chuyện rồi đây. Pha này thì mình sẽ cho thành viên Vodo thể hiện kỹ năng nha mọi người. Lúng. Rồi, tuyệt chiêu lụm bắt đầu. Lụm người ta không được là sẽ bị người ta lụm trở lại đó nha. Wow. Rồi, win nhẹ ha. Chỗ này thì anh em chúng ta sẽ ra ngoài một tí. Ui chà. Như các bạn đang trông thấy thì team mình đó là team 20 người. Nhưng mà hiện tại chỉ có được 19 bạn thôi. Team mình đang còn thiếu một bạn nha. Và bạn nào mà làm nhiệm vụ nhắm trên 10 ca điểm thì mình xin được phép tuyển về team nha. Có đây thì bạn nào mà không làm nhiệm vụ mình phải đá đít ra để tuyển thành viên mới. Có gì anh em thông cảm nha. Trong vòng tầm khoảng đó là ngày đầu tiên đi ha. Cho 24 tiếng đi. Bắt đầu sự kiện 24 tiếng đầu tiên thì các bạn phải có điểm nha. Tầm khoảng trên... bao nhiêu điểm ta? Đây. Ít ra là cũng khoảng được 2.000 hay 3.000 điểm ha mọi người. Đó, qua ngày thứ 2, ngày thứ 3 thì anh em chúng ta mới bắt đầu chạy lên 10.000 điểm nổi.
giống như là cho ngày đầu tiên các bạn được 3.000, đi qua ngày thứ hai hết 24 tiếng, như là 48 tiếng đi, thì các bạn tầm khoảng được cũng là 6.000. Ngày thứ ba cho 9.000 đi cũng tạm đi hen. Còn mấy bạn mà không có điểm nào thì hay điểm quá thấp thì anh ta phải đá ra để tuyển thành viên mới, có gì anh em thông cảm nha. Chỗ này thì chúng ta hiện tại lần này anh em chúng ta có thể sở hữu lên được tới đó là tới 8 triệu nha các bạn, 8 triệu thức ăn. Đây cũng là một cái lượng thức ăn khá để cho anh em chúng ta có thể chiến đấu ngon lành đấy. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ ngó sơ cách để làm nhiệm vụ thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn luôn. Nhiệm vụ lần này là chúng ta sẽ thả những cái quả trứng ra nè. Đây, các bạn thấy cái quả trứng xanh xanh không? Rồi, bây giờ anh em mình đi kiếm những cái quả trứng của mình coi. Wow, đây, thả mấy cái bé này ra là các bạn biết là mình có cả khúc điểm nè. Cái này vàng nó che quá cho nên thiệt tình mình không thấy cái chỗ để thả trứng luôn, cho nên mình sẽ thu lại một cái. Rồi, sau đó sẽ thả ra coi nè. Đây rồi, một bé đó, bồ con thôi. Rồi sau đó mình bán bớt nha mọi người, chứ bây giờ anh em mình thả ra nhiều quá thì cũng không được, không có chỗ để nuôi á. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thả luôn hai thành viên này đi. Một con này, ui con này thuộc dòng legend luôn, ghê vậy. Thôi ôi, rồng núp trong bùn đó, bây giờ là cất cánh bay bự lên liền các bạn ơi, ghê thiệt. Rồi bây giờ đây chúng ta vào xem thử coi nè. Mình đây, các bạn thấy chưa, mình chỉ thả có hai con ra thôi mà mình đã kiếm được 2.000 điểm rồi. Các bạn thấy nó vô cùng đơn giản luôn, không có gì gọi là khó khăn hay phức tạp cả. Mà mấy bạn này không có chịu làm nhiệm vụ ấy đó, các bạn cứ tính đi, mình có 5 cái chỗ áp trứng mà một con mình thả ra cho 1.000 mấy 2.000 đi. Bây giờ nên chúng ta cũng tầm khoảng thả một lần luôn á, 5 con là đủ 10.000 rồi. Rất là đơn giản luôn. Rồi và bây giờ thì chỗ này thì mình hết rồi, anh em chúng ta còn mấy cái con đang yêu đương này mình cũng thả nó ra luôn đi, bụp 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 luôn. Ôi con này tốn 2 viên game thôi, game mình đã dành các bạn. Rồi và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một cái khu vực nữa ha. Đây sự kiện đi, đây sự kiện này là sự kiện Grand. Wow, thu hoạch gold, chúng ta đã thu hoạch và được còn cái này là cho rồng ăn ha. Wow, cho rồng ăn 10/15, mình cần cho thêm các bạn, cần cho rồng ăn thêm. Có cái bé nào tình nguyện ra anh cho ăn không nè. Đây 17 8 19 20, ok đủ chưa, đủ luôn. Wow, con này là thu hoạch thức ăn 15.000, nhưng mà 15.000 thì không được các bạn, vì anh em mình đó là maximum chỉ được mới có 14 thôi. 14 cái chỗ mà gọi là chúng ta thu hoạch đó mà nó bắt đây 15 điểm thì làm sao ra được đây. Ca này thật sự khó luôn. Rồi bây giờ thì các bạn chú ý nha, hắn ta có hướng dẫn các bạn trên cái trang web của mình nha, đó là Run. Đây các bạn có thể bấm trực tiếp vào và mình có phân tích khá là chi tiết về cái nhân vật legend này luôn nè. Cái con mới này nha, anh em có thể bấm trực tiếp vào xem nè. Đây được 13 bình chọn 5 sao rồi, anh em nào mà chưa bình chọn thì nhớ cho mình một bình chọn bằng cách nhấn vào ngôi sao thứ 5 nha. Kéo nhẹ xuống phía dưới các bạn sẽ thấy đây, lượng sát thương x2 bỏ lộn. Đây lượng sát thương x2 chúng ta sẽ được 5 chiêu ăn hiếp những cái con mà có cái chiêu này nha. Đó còn đây thì đam mình sau khi mà luyện chiêu xong nè mọi người. Rất là tuyệt vời ha, khắc thể thì chưa, con này chưa bị khắc các bạn ơi. Ngon rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi quậy nhẹ coi. Lấm lấm rồi, đang có 24 điểm, mình sẽ bắt xe nhẹ cái sự kiện này luôn. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh nhớ để lại cho HT một subscribe nha. Đây, cả nhà nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông luôn nha. Để hết ra video hoặc là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui ha. Wow, 26 lên. Rồi, bạn nào xem trên điện thoại thì anh em sẽ kéo nhẹ xuống dưới video, các bạn sẽ thấy cái khung này nha. Cái nút đăng ký nó sẽ nằm bên cái góc tay phải nha cả nhà. Wow, lại lắc đủ các kiểu vào cùng hồi hộp luôn các bạn ơi. Căng quá. Rồi mình hiện tại đã được 98 rồi các bạn. Ôi hết hồn. Ui thôi, cái cục này mà mình tưởng là cái hòn đảo không ấy, cái hòn đảo phía trên đó các bạn, cái cây nó dài dài đó. Thôi ơi, mình cứ tưởng nó là cái đó, xong mình cứ lao thẳng vào như một vị thần luôn. Thế là này chúng ta bị bế rồi. Ui cái này là random nè, anh em cho hắn tại 2 giây nha.
Wow, sau 2 giây thì chúng ta sẽ đi mở cái phần thưởng này của mình nha. Tại vì hên mình sẽ ra được là có thể lên tới 3 triệu thức ăn lận, cho nên mình hơi bị me cái này. Nhưng mà không hên thì anh em chúng ta vẫn được tầm khoảng 100 mấy ha các bạn. 76 x 2 cũng được khoảng 140, 150 ha, trên 150. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ trở ra. Sự kiện này còn tầm khoảng 1 ngày mấy nữa hết rồi. Và đây là sự kiện Maze. Đây, Maze Iceland. Sự kiện này mình đang có được tầm khoảng 2.500. Và các bạn muốn biết những cái giống như đó là, đây, các bạn muốn biết những cái số điểm á, các số điểm coi để các bạn đưa những cái thành viên này về, thì các bạn nhớ ghé vào cái trang của mình nha, Maze Iceland. Đây rồi, chia sẻ rất là tỉ mỉ và chi tiết luôn nha mọi người. Wow, những thành viên rất là đẳng cấp, và các bạn sẽ tốn bao nhiêu điểm coi để đưa về nè. Bây giờ thì chúng ta đang nghía cái con này ha. Con này thôi, anh em chúng ta sẽ bế những cái con cùa bắp trước nha mọi người. Wow, lấy cái lá thư đây, mình quan trọng là cái lá thư tây. Wow, được 2 chiếc chìa khóa. Đây, cái này là chìa khóa để anh em chúng ta sẽ giải cứu được những cái bé phía trên đây các bạn. Wow, con này là con hà mã 7 màu nè. Rồi, ủa cái con kia của mình đâu rồi? Đây. Anh em mình phải tranh thủ đưa cái con này về để lấy. Đó, lá thư tình yêu nè. Bóp lên. Bóp. Rồi, wow, ANC. Ui, cái chỗ này là nó ANC nha mọi người, để mình xem coi. Đây, cái này là cái thứ, đây cái này cái thứ hai nha cả nhà. Wow, anh em chúng ta có cơ hội sở hữu được những thành viên rất là VIP luôn. Nhưng mà mình thấy đa phần nó cho mình toàn là thức ăn không à các bạn. Chả biết sao nữa. Rồi, và bây giờ thì chúng ta đã bế được thành viên kia rồi. Bây giờ mình đến với cái con hà mã nha. Đây, cái con hà mã 7 màu. Với cái bé hà mã 7 màu này thì mỗi bước đi tốn cũng không có bao nhiêu điểm cả. Wow, lên luôn. Vẫn quan trọng là những chiếc lá thư nha. Ui, cho 8.500 các bạn ơi, cái số điểm này hơi bị cao đấy. Rồi, tới luôn. Ui, 65. Wow, chặng đường này mình thấy cái bộ nó hơi dài ha. Ôi, đây, sắp tới rồi. Ôi. 2.000. Rồi, anh em mình bấm một hồi là mình không biết cái con này nó đang nằm đâu. Thì các bạn sẽ bấm vào cái nút mà tìm kiếm á, nó sẽ trở về với thành viên đó nha. Wow, thức ăn nhiều thế, được 100 mấy luôn. Đây là vàng ha. Cố lên. Rồi, phần thưởng này là cái phần thưởng khá là đặc biệt luôn các bạn ơi. Wow, EN hả? Rồi, hiểu rồi. Thì ra là mấy cái này chúng ta sẽ lượm ở đây. Anh em mà cứ nghĩ lấy mấy cái con legend mới hay là những cái con legend không, các bạn sẽ không có thấy được những cái phần thưởng này ha. Đó, anh em chúng ta muốn chơi sự kiện này là mình phải bế những cái con cù bắp này đi mới được. Wow, rồi tới cái chỗ đặc biệt nữa đây. Cái chỗ này là mình thấy cái này nó hơi bự hơn so với mấy cái lá khác nha các bạn. Mình thấy nó to hơn đấy. Ôi, X2. Rồi, chìa khóa tiếp theo thì nên chúng ta sẽ được giải cứu thành viên nào nữa đây. Wow, hên ra được con Legion không. Ôi, bây giờ thì chúng ta sẽ giải cứu cái con. Hồi ôi, cái con này nhìn nó ghê quá các bạn ơi. À, trên người chú ấy nổi mấy cái cục gì ta. Ôi, giống như ngọc ha. Ngọc hay là đá đi. Trời ơi,
Rồi di chuyển thôi nè. Ôi chà chà, tới luôn. À đúng rồi, mình quên mình mở cái con kia luôn ha. Con này nó sẽ có một bước tiếp theo, nó sẽ đến với cái chuông random nè mọi người. Hên hên thì chúng ta sẽ ra được 3 triệu ha, 2 triệu mấy, 3 triệu thức ăn. Còn nếu như không thì mình vẫn được một ít thôi. Rồi, chỗ này thì hiện tại mình còn được tổng khoảng 200 mấy điểm mà một số điểm khá là thấp luôn ấy. Wow, ở đây được cái là khi các bạn xem quảng cáo thì các bạn sẽ nhận được phần thưởng X2 ha. Rồi, cố lên. Wow, rồi. Và sau đây thì anh em mình hết đi được rồi các bạn ơi, mình hết điểm rồi. Wow. Và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em cứ xem tập nào thì xem thêm một tập để ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha.